A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, hôm nay Nhuận Đức có cái đoạn nói chuyện với các cụ đây là đa bằng các cụ từ 80 tuổi đổ lên quý vị. Thấy không? À, đa bằng các cụ là từ 80 tuổi đổ lên. À, bữa nào Nhuận Đức làm cái đoạn ký sự từ 90 tuổi đổ lên cho quý vị coi. Mà chùa mình là từ 80 tuổi đổ lên nhiều lắm nha quý vị. Rất là nhiều. Nhưng mà mình làm cái đoạn ký sự này vì một cái việc là để cho khắp nơi nơi quý Phật tử, các cụ già ở nhà nhìn từ các cụ già này á, cụ đưa tay để tay đi cụ, hỏi chắp tay. Nhìn các cụ già này mà mình siêng niệm Phật theo. Từ 80 tuổi đủ lên mà mắt mà mũi đồ ngon lành. Thấy chưa, như bà này là 8 mấy nè. Thấy không, bà nhiêu tuổi rồi? 81, 82 vậy, thấy không? Bà nhiêu rồi? 87 tuổi, vậy thấy không? Nghe rõ ràng nha quý vị. Hỏi tới là nghe rõ ràng. Mặt mày sáng sủa, như cụ Liễu nhiêu tuổi ta? Dạ, 80 tuổi. Đây 80 tuổi thấy không? Nên là nhờ niệm Phật mà cụ vui, vui mà khỏe. Nên có nhiều người hỏi Nhân Đức à, thầy nuôi bao nhiêu người già vậy mà tại sao thầy nuôi được? Nó là nhờ cái cụ niệm Phật. Nên tại sao các cụ ngoài đời mà các cụ bệnh nhiều? Vì các cụ cứ lo đứa này lo đứa kia, lo con này đứa lo đứa con nọ, nghĩ thằng hai thằng ba thằng tư thằng út vậy đó, cứ nghĩ ngợi gì hoài mà giết các cụ bệnh đau. Còn các cụ đây giờ nghe pháp hiểu rồi, gây dựng cái tâm niệm Phật thôi. Như cụ nhiêu tuổi cùng? Dạ, 82 tuổi. 82 tuổi, phải thấy chưa? Nhìn gương mặt giống công chủ ghê chưa? Chứ ngoài gục xuôi lũi vậy. Chứ còn có vài cọng leo que. Thấy không? Nhìn bà cụ giống hệt viên kiếm hiệp mà họ đóng cái vai tiệc tình cốc ghê. Thấy không? Nói vậy coi á. Còn mấy cô sau lưng này là mấy bà già háp. Chăm mấy bà già thiệt này. Thấy không? Nên mấy cô này chăm mấy bà cụ này quý vị. Rồi quý vị coi đa bằng từ 80 tuổi đủ lên mà nhìn sáng sủa. Như bà cụ này nè, bà nhiêu tuổi cụ? 81. À, thấy chưa? Còn bà cụ này nhiêu tuổi cụ? 80. Bà cụ kia nhiêu? 80 luôn. Bà cụ này nhiêu tuổi cụ? 81. Bà này? 81 tuổi. À. Còn bà này nhiêu tuổi bà cụ? 86. 86. Còn bà này nhiêu? 86 luôn. Chàng ơi, bà cụ này. Bà này nhiêu tuổi bà cụ? 80. Mày thấy không? Mình đó quý vị ơi, ai cũng đa vần mong muốn thì sao á, khi còn sống thì khỏe, mà khi mà già yếu thì mắc. Cái người mà không biết tu bây giờ người ta cũng nghĩ vậy đó quý vị, thấy không? Nhưng mà có nhiều người già, tuổi già rồi nó lẫn lộn rồi bệnh đau khổ. Nhưng bây giờ mình nhìn mấy bà cụ già này tự nhiên thấy ngưỡng mộ. Trong lòng những đức mà còn nói rằng mình á, nếu mà có phước sau này tuổi như các cụ mà 80 mấy tuổi, 86 tuổi gì mà còn khỏe được gì. Tỉnh táo, lỗ tai nghe rõ, con mắt thấy được, cái miệng nói rõ ràng. Mà nãy ba đọc cái bài gì bà cụ? Hôm nay lễ Phật giảng kinh. À, ba đọc cái bài mà có Bác Hồ rồi luôn. Hay ghê. Đấy, chúc những đức cho ba đọc riêng cho quý vị nghe. Nên quý vị biết rằng là nhìn các cụ phước báo. Nên á, những đức mong những đoạn ký sự này á, các cụ già khắp nơi nơi á, các cụ được coi rồi ở nhà, các cụ con cháu đi làm hết trơn á, khen lời những đức các cụ nhà niệm Phật. Rồi con cháu á, mua cái tivi, câu mạng cho các cụ nghe được những đức giảng pháp, cho các cụ đỡ buồn. Thấy không? Ở đây bao nhiêu người già mà khỏe gì là nhờ các cụ niệm Phật, các cụ vui á. Bây giờ già về mà buồn cái là nó bệnh nặng dữ lắm. Thấy không? Như bà này cụ nhìn này bảo 8 mấy tuổi rồi phải không? 82 nè. Nó thấy gương mặt thấy chưa? Dễ thương ghê không? Quá trời dễ thương luôn. À,
nó nên á. Cụ Liễu ở đây mấy năm rồi cụ? 10 năm quý vị đó. Nên á, bây giờ mình làm cha làm mẹ mà nếu như mà mình mỗi ngày mà mình buồn mình lo hoài, giống như cái gốc mình đã hư à, thì con là cành lá hoa quả sao tốt được. Nên mình làm cha làm mẹ ông bà mà mình sống tốt, sống vui, sống có đạo đức thì cái gốc nó tốt, thì cành lá hoa quả là con cái mình nó mới tốt được, thấy không? Nên á, mong là những đoạn ký sự này khắp nơi nơi coi á, từ người trẻ người già với ai cũng nên siêng niệm Phật, vì những đức thấy công đức niệm Phật thù thắng quá. Nhìn các cụ già lớn tuổi mà khỏe như bà cụ ngồi kế bên những đức nè, trẻ đẹp ngon lành luôn, thấy chưa, nhìn mà còn đẹp hơn ngày xưa lúc còn con gái nữa đó. Thế vị biết rằng mà các cụ mình đặc biệt nghe, nói quay phim là chạy vô lấy cái khăn tròn liền, cái khăn có 10 con công tròn liền, kiếm cái ghế cho bà cụ ngồi đi con. Nên là thấy mấy cụ mình thấy mình mừng khi tuổi già mà đường gì, rất là mừng cho các cụ. Mong các cụ cố gắng niệm Phật để đời này mình về cực lạc nghe các cụ. À, nên á, các cụ mà siêng năng niệm Phật á, là cuối cuộc đời Phật hay là rước cụ về cực lạc. Các cụ ở đây muốn đi về đâu? Cụ nào muốn về cực lạc đưa tay anh coi. À, cụ thì muốn về cực lạc nghe. Đây là 80 tuổi, đông trong chùa lắm, nhưng mà đại diện số cụ thôi. Tới giờ này mà đi kiếm cụ kêu lên đây thì lâu quá các khu. Nên giờ này các khu kia ở bên kia, chỉ khu yếu đây thôi. Lựa được từ 80 tuổi bữa nào nghe. Nhận đức lựa từ 90 tuổi đủ lên làm ký sự cho vị coi. Rồi chúc những đức với các cụ á, vừa niệm Phật vừa nhảy nhạc. Không? Vừa niệm Phật vừa nhảy nhạc chứ. Để cho người ta thấy người già người ta ngưỡng mộ, thấy không? Nó già mà niệm Phật nhảy nhạc là người ta ngưỡng mộ lắm nghe. Đi hút bà cụ ấy coi. À, thấy chưa? Anh à, già mà bây giờ mà gì là hạnh phúc lắm quý vị. Bởi vì mình nuôi người già tự nhiên mình thấy mình vui là mình thương người già. Nên quý vị nhớ, còn trẻ mà thương người già thì sau này mình già mới có người ta thương. Còn mình còn trẻ mà mình không thương người già sau này á, sau này mình già không ai thương mình đâu, thấy không? Nên các cụ ở đây là khỏe là giờ dễ tính nè. Các cụ khắp nơi nơi phải dễ tính nghe, không có được khó tính. Khó tính là bệnh đau hoài luôn đó nghe. À, nó bây giờ những đức với các cụ cùng đứng lên nè. Mình đứng lên đó cụ. Ừ, đứng lên đây. Đứng lên chơi. Nè, đứng lên đi ra khỏi ghế đi. À, xếp ghế lại. À, nó nên á. Vậy thấy mà từ 80 tuổi gì mà mấy vị thấy rất là đặc biệt. Nè chú cầm này đi chú kìa. Nó bây giờ xếp ghế lại xong á, nhận đức với các cụ nhảy nhạc nghe. Dạ, nhận đức niệm Phật xong thì nhận đức nhảy nhạc, cụ nhảy theo nghe. Giờ 1 2 3 nè. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chân Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Nhảy lên cụ. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Cụ nhạc coi. Đà Phật. A Di 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 Đà Phật. Giờ cầm cổ này nhảy cụ. A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Đưa cái đầu thu âm ra. À. À, cụ này giờ mình niệm Phật mình quyết định đi về đâu cụ? Về Tây Phương Cực Lạc. À, về Tây Phương Cực Lạc bảo ở chùa này lâu chưa? Dạ lâu rồi. Mấy năm rồi? Dạ có 10 năm rồi. Dạ 10 năm rồi ha. Dạ. À, vậy là từ khi nhận Đức xuống đây tới giờ là dạ. Bà cũng xuống luôn. Dạ. À, 10 năm năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ 87 tuổi. 87 tuổi. Cái đặc biệt vì nghe rõ. Nghe rõ thấy rõ. Tại vì con không biết đi chứ con mới đi đâu không nghe nữa. Chưa tròn khăn gì chứ đúng không? À, dạ. Rồi, sao đâu. Bà cụ năm nay bà đây mấy năm rồi bà cụ? Con được năm rưỡi. Năm rưỡi hả? Dạ. À, bà hôm nay ta nhiêu tuổi? Con bạch thầy con 87. 87 tuổi mà bà niệm Phật quyết định đi đâu? Con niệm Phật con quyết định đi về Cực Lạc. À về Tây Phương Cực Lạc nghe. Dạ. Rồi anh như là bà. Còn bà cụ lùng xỉn thì ở đây lâu chưa? Bà đi dạ, lâu dạ, chưa? Con đến đây 10 năm rồi. 10 năm rồi bây giờ bà ở đây thấy vui không? Dạ vui. Quý thầy đồ lo cho bà đàng hoàng không? Dạ. Cái quýt mà không? Không. Giờ bà niệm Phật quyết định đi đâu? Dạ con quyết định về Tây Phương Cực Lạc. Quyết tâm không? Quyết tâm. Đưa tay lên coi. Dạ quyết tâm. Quyết tâm. Về Tây Phương Cực Lạc. Ừ. Không khi nào dừng nào thò mà không phải khi nào rước cho. À quá giỏi luôn. Ừ. Còn bà cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ thưa thầy con 81 tuổi ạ. 81 tuổi dạ. Bà ở đây bao nhiêu năm rồi? Con ở được 2 năm rồi ạ. À bà quyết tâm niệm Phật đi đâu? Dạ con quyết tâm Cực Lạc theo Phật về Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ mà có con cháu gì rước về bà về không? Dạ con không ạ. Quyết tâm về Cực Lạc nghe. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. À, bà cụ này nhiêu tuổi rồi cụ? Con 83 rồi ạ. 83 tuổi bà quyết định niệm Phật đi đâu? Con đi về Tây Phương Cực Lạc ạ. À. Giờ quyết định về Cực Lạc nghe. Dạ, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con mong muốn lắm á. Ừ. À, bây giờ giao lưu chút xíu rồi. Cụ này nhiêu tuổi cậu? Dạ, cảm ơn thầy. Con hôm nay 81 ạ. 81 tuổi. Vâng. Thấy sắc diện tốt nha. A Di Đà Phật. À, da mặt vâng. Đồ đẹp đàng hoàng. Và ở đây mấy năm rồi? Dạ, con vào đây mới được 1 năm ạ. Cô ở vào quê hương Hà Nội ạ. À, bây giờ bà cụ ở đây quyết định... niệm Phật đi đâu? Dạ con bạch thầy là con quyết định về Tây Phương Cực Lạc. Mà bà đây thấy vui không? Dạ con về đây con nhờ ơn thầy và nhờ ơn Phật tổ và thầy các thầy và các sư cô rất trông nom con đến nơi đến chốn. Mà thấy cho vui con không? Từ cơm ăn nước uống A Di Đà Phật con vui lắm ạ. À được rồi. À, cụ nhiêu tuổi rồi cụ? Dạ 82 tuổi thầy. 82 tuổi. Dạ. Bà đây lâu chưa? Dạ mười hơn 10 năm rồi đây. Chẳng hơn 10 năm hơn chú tôi luôn. Dạ trên tỉnh Thác Quan Âm. Ừ, từ tỉnh Thác Quan Âm đi xuống đây. Dạ. Là tính ra hơn 10 năm rồi. Dạ. Bây giờ bà ở đây bà thấy sống ở đây vui không? Vui lắm thầy ạ. Bây giờ bà niệm Phật quyết định đi đâu? Không, quyết định đi về Tây Phương Cực Lạc. Quyết định về Cực Lạc, đưa tay coi. A Di Đà Phật. Ừ, đúng rồi. Bà đây mặt ngộ cái trời. Bà này đâu, bao nhiêu tuổi rồi? 81. 81 tuổi luôn, trẻ con. À, bà ở đây lâu chưa? Tôi năm nay 2 năm rồi á. À, bây giờ bà quyết định niệm Phật đi đâu? Đi giờ Tây Phương Cực Lạc. Bà đưa tay lên coi. À, quyết định Cực Lạc nghe. À, ừ. À, bà cụ này nhiêu tuổi bà cụ? A Di Đà Phật, con năm nay là 83. 83 tuổi, bà ở đây lâu chưa? Con ở đây được 7 năm ạ. Kể năm thì 7 năm, kể tháng thì được 6 năm. Vậy là bà cụ ở đây 7 năm nay bà ở đây vui không? Vui lắm ạ. Mà quyết định niệm Phật đi đâu? Con về Tây Phương Cực Lạc. Về Cực Lạc đưa tay coi. A Di Đà Phật. Về Cực Lạc nghe. Bà cụ này nhiêu tuổi cụ? Dạ thưa thầy con 80 ạ. 80 tuổi bà ở đây lâu chưa bà cụ? Dạ 10 năm. 10 năm. Dạ. Ở đây thấy vui không? Dạ vui quá vui. Có ai quýnh đập gì không? Dạ không. Quý tâm niệm Phật đi đâu? Dạ về Cực Lạc ạ. Đưa tay coi. Ồ quý tâm Cực Lạc nghe. Rồi có cụ nào chưa hỏi không? À cụ này chưa hỏi hả? À, cụ đây lâu chưa? Dạ thưa con nay gần 4 năm hả thầy. 4 năm ở đây vui không? Dạ vui. Thấy sắc diện tốt quá ha. Dạ. Tám mấy tuổi mà sắc diện đẹp quý vị. Má có 80 thầy. À bây giờ bà cụ năm nay 80 tuổi mà sức khỏe mỗi ngày đi tu được mấy thờ? Dạ con 4 thời đủ hết rồi. 4 thời đều đen luôn. Dạ. Nó nhờ niệm Phật mà vui đó cụ phải không? Dạ con niệm Phật cũng vui hết thầy. À, nguyện tam bảo gia hộ cụ sức khỏe cuối đời Phật nước về Cực Lạc nghe. À vậy đẹp. Quý tâm Cực Lạc cụ ơi. Dạ. Bà cụ này chưa hỏi hả? Dạ. À bà này năm nay nhiêu tuổi rồi? Con tầm một. Tầm một. Bà ta mua. Ta mua tuổi rồi. Ở đây lâu chưa? Gần 10 năm. À mà bà đây vui không?
Vui. Có những đứa có quýnh mà không? Không. Không biết tâm niệm Phật đi đâu? Dạ, đi về Tây Phương Cực Lạc với Phật Di Đà. À, đưa tay lên coi, quyết định coi. Dạ, ôi, tâm niệm Cực Lạc nghe. À, còn ai chưa hỏi không? À, đây, à, bà cụ này nhiêu tuổi rồi? Hả, 81 tuổi. 81 tuổi? Dạ. Ở đây lâu chưa? Con ở đây từ thắt xuống đây với thầy đó. À, vậy là cũng 10 năm. Dạ. Vậy bà quyết tâm ở đây bà niệm Phật đi đâu? Con về Cực Lạc Tây Phương. Quyết định đưa tay lên coi. Dạ. Vậy chúng ta quyết tâm về Cực Lạc cụ ơi. Rồi chúng ta cùng nhảy nhạc niệm Phật coi. Ơ a di đà Phật. 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 Ở đây bây giờ mấy cụ mà những đứa chạy chậm chậm, mấy cụ chạy theo nổi không ta? Chạy được không? Mấy cụ nào chạy được? 1, 2, 3 đứng xếp hàng lên coi. Nè bây giờ nè, những đứa chạy lên đó mấy cụ chạy theo nghe, chạy thử có được không? Nè vì coi U80 chạy đua với những đứa này nghe. Đứng xếp hàng nè, xếp hàng nè. 1, 2, 3 chạy. Chạy. A di đà. Ừ chạy đi. Ừ đó. U80 chạy vậy không? Ừ. À mà. A di đà 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 mà. A di chạy nhanh thêm nè, nhanh lên. A di đà mà. A di đà mà. A di đà. A di đà. A di đà mà. A di đà Phật. Chúng ta đây hồi hướng nè cụ ơi. Hướng đây, quay đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta hẹn gặp nhau Cực Lạc vị ơi. Rồi, cái sự này hay đó cậu.